Vâng, xin chào tất cả anh chị, xin chào các bạn, xin chào những người học viên. Tôi là Mr. X và video bài học này thì tôi sẽ cung cấp cho anh chị và các bạn một cái chủ đề liên quan đến việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, đó là xử lý xung đột. Trong quá trình sinh sống, sinh hoạt, trong đời sống gia đình vợ chồng thì cái chuyện xung đột nó xảy ra ít hay nhiều, tần suất như thế nào, cái mức độ xung đột có nghiêm trọng hay không thì nó cũng rất là đa dạng. Và có gia đình thì cả đời không cãi vã bao giờ, có gia đình thì ngày nào cũng phải cãi vã, bởi vì không cãi vã không chịu được, bởi vì đấy là một cái món ăn, một cái tinh thần yêu thương của nhau. Có gia đình thì không nói gì, nặng nhẹ vài câu, sau đó thì ly hôn, đúng không ạ? Nhưng tóm lại nói chung là chúng ta phải biết rằng là đã là cuộc sống vợ chồng, kiểu gì cũng phải có xung đột. Và khi xung đột xảy ra thì chúng ta cần phải xử lý và giải quyết xung đột để tránh cái việc là nó âm ỉ, nó xong nó cháy, nó bùng lên phát, đúng không? Rồi, đầu tiên về vấn đề xử lý xung đột thì chúng ta cần phải biết là xác định chủ thể của xung đột. Thì chủ thể ở đây là đầu tiên là xung đột giữa vợ và chồng. Xung đột giữa vợ và chồng nguyên nhân có thể là do người vợ gây ra, cũng có thể do người chồng gây ra, nhưng mà hai người khó chịu với nhau, đấy là chủ thể thứ nhất. Chủ thể thứ hai có thể xung đột với bố mẹ hai bên, bên nội bên ngoại, ông bà bên nội bên ngoại, họ hàng bên nội bên ngoại, đấy, thậm chí là cô dì chú bác anh em họ hàng xa gần. Rồi thì xung đột về cách nuôi dạy con cái, rồi thì xung đột với em chồng, anh chồng, chị chồng, xung đột với em chồng, anh chồng, chị vợ, kiểu kiểu như thế, nó rất là nhiều vấn đề. Đấy là cái chủ thể nó sẽ xảy ra xung đột. Tiếp tục là thứ hai là cái chủ đề xung đột là về chủ đề gì? Chúng ta phải xem đấy là chủ đề về tài chính, hay là chủ đề về tình cảm, hay chủ đề về con cái, hay là chủ đề về lòng tin, đúng không ạ? Hay là chủ đề về gì ạ? Sự hòa hợp về mặt tình dục, hay là chủ đề chỉ đơn giản là ở trong lối sống thôi. Ví dụ như là cô vợ rửa cái bát đánh rơi vỡ cái bát, anh chồng nó mắng lên là cô làm ăn như thế à, đúng không ạ? Cô cầu thả nó vừa vừa thôi, cô đập như thế thì tôi lấy đâu ra tiền để mà làm. Thì đấy là gọi là trong cách cư xử và lối sống đó. Thì tôi nghĩ có vô vàn các chủ đề, có vô vàn các vụ việc cụ thể, nhưng mà được chia ra thành các nhóm: nhóm tài chính, nhóm tình cảm, nhóm con cái, nhóm gia đình họ hàng làng mạc, nhóm lòng tin, sự chung thủy, hạnh phúc đấy, sự chung thủy là liên quan đến nhóm người thứ ba đấy, đúng không? Và lối sống. Thế thì với từng cái chủ đề như vậy, các bạn cũng cần phải thiết lập cho mình cái gọi là phương pháp, quy trình, cách thức. Ngày xưa các cụ có nói một câu như thế này: là chồng giận thì vợ bất lời, cơm niêu nhỏ lửa một đời chẳng khê. Ngày xưa thì tôi nghĩ là điều đấy có cái gì đấy sai sai, nhưng bây giờ thì tôi thấy là bước sang cái tuổi ngoài 30 rồi, cũng trải nghiệm cuộc sống chưa phải là quá nhiều đâu, nhưng mà cũng đi được 1/2 quãng đường rồi, hoặc là 1/3 quãng đường mà theo cái bài hát của một cái ca sĩ gì đấy. Thôi nếu mà 1/3 thì tôi sẽ sống 100 tuổi, mà 1/2 thì tôi sẽ sống 70 tuổi. Ok, thì tôi nghĩ trải nghiệm thì nó chỉ là nhiều hay ít, đúng hay sai. Bạn không cần phải 70 tuổi bạn mới có nhiều trải nghiệm về cuộc sống. Thậm chí có những người 50-60 tuổi người ta cũng chẳng có trải nghiệm gì, đơn giản là người ta sống ở quê. Sáng người ra vác cuốc ra ngoài đồng, chiều lại vác cuốc về. Những người đấy không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm. 30 tuổi, 35 tuổi như tôi trải nghiệm rất nhiều, chuyện bình thường, đúng không ạ? Bởi vì hàng ngày tôi đọc sách, hàng ngày tôi nghiên cứu, hàng ngày tôi đi tư vấn, hàng ngày tôi gặp các vấn đề, hàng ngày tôi để ý những vấn đề như vậy, đúng không ạ? Tôi được đào tạo đầy đủ về những việc đó, thì tôi có thể có trải nghiệm. Thì tôi nghĩ cái điều mà chồng giận thì vợ bất lời và cơm niêu nhỏ lửa một đời chẳng khê, điều đấy rất đúng. Đàn ông Việt Nam rất ích kỷ, rất nóng tính, gia trưởng, cho nên phụ nữ Việt Nam thường thiệt thòi vất vả. Và chúng ta thấy rằng là nếu như người phụ nữ bớt lời đi một chút, bớt một câu tranh cãi đi một chút,
bớt một câu ỉ ôi đi một chút thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ vậy. Và tất nhiên sẽ rất thiệt thòi cho các chị em. Nhưng mà muốn giữ được hôn nhân, muốn giúp cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc hơn thì thôi thì chín bỏ làm 10. Thôi thì bỏ qua đi, đúng không? Đấy, chúng ta phải có những cái quy định và có những cái thỏa hiệp về cái sự xử lý xung đột này. Những cái việc mà chúng ta phải thỏa thuận với nhau, đúng không? Phải đưa ra thỏa hiệp rõ ràng, phải làm theo thỏa thuận và phải tôn trọng thỏa thuận. Ví dụ, cãi vã về chủ đề này, chủ đề kia là khi một người này nói, người kia phải dừng. Chúng ta phải thỏa thuận với nhau như thế và chúng ta phải tôn trọng thỏa thuận. Chứ bắt đầu anh nói tôi nói, anh nói tôi nói, kể chuyện ngày xưa, kể chuyện ngày xưa nó lan ra như một cái vết dầu loang thì không làm được. Thì lại cãi vã nhau thêm thôi, lại chửi với nhau thêm thôi. Lại anh như thế này, cô như thế kia, thằng này con nọ là rồi đủ thứ lôi ra. Rồi thì cái chuyện cách đây 20 năm, cái chuyện 10 năm và cái chuyện này chuyện khác lại kể ra. Xong bắt đầu lại lôi cả bố mẹ, lôi cả anh chị em vào. Thế là thôi bung bét, đúng không? Cho nên chúng ta phải có thỏa hiệp để trong việc xử lý xung đột. Khi có xung đột xảy ra chúng ta phải tuân thủ cái thỏa hiệp đó. Và chúng ta cũng phải làm cách là gì ạ? À, hòa giải cách phù hợp.